Rồi, trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn sơ qua một cách chi tiết cho các bạn nào mà muốn mở tháo lắp bộ nồi, giống như là cách tháo lắp và cách kiểm tra cái bộ nồi xe tay ga khi mà các bạn đi đến cái thời kỳ mà bảo dưỡng xe á. Nhưng mà hãng có thể là từ 6 đến 8 ngàn hoặc 8 đến 10 ngàn cây thì theo điều kiện đi liên tục hay là đi ít. Nhưng mà xe này hôm nay mình sẽ bảo dưỡng cái nồi nè, ở Yên Mộc Gió, thì chẳng hôm nay mình sẽ vừa mở vừa hướng dẫn sơ qua cho anh em nào có thể là em yêu khoa học hoặc là những bạn đang mới học nghề á, đang tự tháo lắp mà các bạn hay hỏi mình là cách tháo sao, lắp sao á, nhiều khi trả lời tin nhắn các bạn nó hơi gắt gối với mình lắm, mình khó mới ngồi mình không có đủ thời gian để ngồi mà nhắn từng tin nhắn cho từng người được, các bạn hỏi như liên tục nhưng khi là mình không thể trả lời được. Thì hôm nay trong cái video clip này các bạn xem kỹ cho mình nha. Rồi tháo đi em. Rồi để tháo cái nồi á thì các bạn sẽ dần dùng ở đây thì mà bạn sẽ dùng cái T8 nha, T8 để mở nguyên cái dàn ốc lóc nồi ra. Nhưng mà ở đây mình là thợ thì mình sẽ dùng súng thôi, còn các bạn có súng thì xài súng, còn không súng thì các bạn có thể dùng cái T8 để mở. Rồi mở đi em. Dùng T8 để mở cái lóc nồi các bạn. Rồi mình sẽ lưu ý luôn, các bạn mở mà nó bị cứng lóc nồi không ra được á, mình sẽ chỉ cho các bạn cái điểm yếu của cái lóc nồi luôn. Thông thường các bạn mở lóc nồi ra, nếu mà mở hết ốc mà rút ra nó bị cứng á, thì nó sẽ có hai chỗ để cho các bạn, mình chỉ cho các bạn xem. Đầu tiên là ở đằng sau này nè, ở ngay cái lóc nồi này nè, đây nó có cái kẽ hở này các bạn thấy không? Nếu mà các bạn rút lóc nó ra không được á, các bạn có thể dùng cái dẹp này nè, các bạn đặt vô cái kẽ này nè, các bạn xem ra là một. Cái thứ hai là ở trên đầu này nè, như đây nó có một cái gờ nè, đây các bạn có thể dùng cái tê này nè, nếu mà cứng quá ngay không chịu được á, dùng cái tê nè, các bạn đặt đây nè, các bạn đặt như nè, các bạn bày bật ra, đó, các bạn bày nó ra. Thì một số xe đi lâu á, cái agro nè ở hai đầu agro á nó sẽ bị cứng á, bị xét á là nó sẽ rất là khó ra. Còn một số xe thì nó nhẹ thì thôi, nó các bạn gần bắn ốc xong là các bạn tháo nó ra. Rồi sau khi tháo cái lóc nồi ra xong, thì đây, thì ở trước sẽ là con tán 22, mình sử dụng cái đầu khẩu 22 nha các bạn. Đây. Rồi ở sau là 19. Rồi bắn đi em. Rồi đó, giờ bạn tháo ra, bạn bỏ cái này hết đi. Rồi mình chỉ cho các bạn kiểm tra từng bước xem là cái xe nó bị hư cái gì hay là cần thay những gì. Đó, về dây rô thì các bạn có thể kiểm tra, các bạn có thể là bóp nhẹ vậy nè, bóp mà thấy mà cái mặt đối với dây rô hai mặt nha, thì các bạn phải kiểm tra mặt trong mặt ngoài luôn, các bạn bóp mà thấy nó răng thì nên thay. Đó, như xe này thì không cần thay, xe này còn rất là mới nha nè, đây đó, chưa cần thay. Rồi bước tiếp theo bạn kiểm tra cái đế nhôm này nè, một là ở ngay cái ba cái trụ mà của kẹp nè, là 1, 2 và 3. Ba cái trụ này nếu như một là nó mòn, nó khuyết đi phân nửa, hai là nó mòn, nó không còn đứng nữa mà nó khuyết vô công như hình cái chữ C á, nên là một. Thứ hai là ở cái ắc và trong cái gắt này, cái ắc này và cái lỗ này nè, nó không được quá rộng các bạn, nó lắc rất là nhẹ luôn, còn các bạn mà lắc nó cục bịch đó là nó sẽ hư cái chén nha. Còn thứ ba là ở cái mặt nhôm này nè, những xe đi trên 30 ngàn 40 ngàn á, thường là nó sẽ có một cái gờ này rất là cao nè, nó mòn cái chén rất là nhiều nên các bạn có thể là thay chén mới, nó thì nó êm hơn. Còn về cái kẹp trượt này, các bạn cầm mà lắc này nè, cầm nó quá lắc lại á, mà các bạn rút ra nhẹ nhàng như nè thì nó hơi lỏng nè, các bạn muốn ngon êm thì các bạn thay kẹp mới thì nó sẽ bóp hơn. Và đừng có nên dùng cái kìm bấm mà đi bấm hai cái bóp này vô nha, đó lưu ý nha. Mình lại làm đây rất là nhiều xe anh em đi lấy kìm bấm cái mỏ này vô này cho nó cứng lên á, còn mai mốt mà đi thay cái kẹp mới á, thay đóng vô đóng không có được là một nè, đóng vô được rồi á, nhét cái trong ba cái kẹp này á là nó sẽ bị cứng ngắt luôn nha. Đó, đừng có chơi mà cái gọi là chơi ngu á, gọi là lấy cái kìm bấm mà bấm vô á, các bạn có thể lót lon bia hay gì đó tạm thời thì các bạn có thể lót, nhưng mà lót như vậy nó sẽ làm cho ba cái trụ này mòn không đều với nhau nha, đó là cái điểm lưu ý đó, đó. Còn cái hai là bi nè, các bạn nhìn thì bằng mắt, nếu như mà nó bị khuyết thì mình có thể là thay mới, còn muốn cắt kiểm tra nữa thì các bạn có thể bỏ hết 6 viên bi này vào trong cái chén và đẩy cái chụp lại, vậy các bạn lắc mà nó nghe kêu cọc 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 thì các bạn có thể thay mới. Còn nếu mà cảm thấy mà kinh tế hạn hẹp còn đi được thì các bạn có thể để đi, không bắt buộc các bạn phải thay mới. Rồi cái vấn vẻ này nóng quá nè, bạn ốp ra như nè, rồi các bạn đè cái miếng này xuống, các bạn lắc
lắc mà nó nghe nó kêu lớn quá thì các bạn có thể thay nha. Nhiều, tại vì nhiều xe dặn đi nhẹ nhàng á, là nó sẽ không có mòn một phía một bên mà nó mòn đều theo cái chiều tròn. Rồi đó là cái phần ở đằng trước mình sẽ bỏ qua. Rồi bây giờ cái phần ở đằng sau thì bắn cái đầu ga chanh đi. Để bắn cái đầu khẩu này á thì nó xài khẩu 39 nha anh em. Đó với xe Honda nha, dòng xe Taiga của Honda là 39, còn Yamaha là cái này Nuvo là 41, còn chiếc Hayate hay là chiếc Nuvo á thì nó sẽ là ba Nuvo mà đời trước á là nó đâu, xin lỗi anh em, mà chiếc Suzuki là và thằng gì Piaggio Vespa nó xài 34. Thì mình sẽ làm đây là hôm nay mình sẽ làm cho các bạn xem ở xe Honda, còn vừa sau mình sẽ làm xe Yamaha và xe Piaggio sau đó. Còn giờ thì để mà sẻ thì mình sẽ dùng, mình sẽ thử ba cái kẹp này ra. Nhưng mà lưu ý cho các bạn nè, cái khoe gài á, nhà sản xuất người ta gài nè, là cái mặt đánh nước sơn nằm trên nha, và ở trong này cài gai nha, chứ không phải ở trong này cài vô nha, là một đó. Còn giờ bạn em sẽ thử cái khoe gài chanh luôn, đưa con tán bự chanh luôn. Và cái con tán này cũng vậy nè, nó sẽ có hai mặt, một mặt phẳng và một mặt mo. Cái mặt này mặt mo nè, mặt mo bao giờ cũng nằm dưới hết á, và cái mặt đánh nước sơn nằm ở trên đó. Anh em bắn ngược chiều ốc, ngược chiều găng ốc thì nó nhất là nó không có cứng cái đế, cái thứ hai nó sẽ dễ bị tung găng nha. Cái phe gài cũng vậy luôn, cái phe gài nè, cái mặt này mặt phẳng nè, cái mặt này mặt mo nè, mặt mo nó sẽ nằm ở dưới. Dùng cái dây dẹp bự em cài cho nó dễ, và cả cái miếng sắt này cũng vậy nữa nè, mặt này mặt phẳng nè, mặt ở dưới mặt mo nè, nhiều anh em lắp rất là ngược luôn, lắp ngược hoàn toàn luôn á. Ở nhà tự phê không, nhưng mà phải gài đúng cách. Nhiều xe mở ra nó còn có một cái phê hay hai cái phê à, mất hết trơn. Nhiều xe nào đi lâu lâu rất là nhiều bụi nè. Con xe này là 9.000 á. Xe 9.000 cây nha anh em. Đó, 9.000 cây nè, nên là anh em có thể vệ sinh 6-8.000 cây vệ sinh nào sớm để mà nó tránh tình trạng nó bị mà bụi nhiều quá đi không ngon không mượt, giờ nó chai bố ì vô. Lần đầu mà zin nó mở nó hay bó. Vì cái đế mà càng mới á, đóng rất là bóp. Rồi đó, anh em có thể dùng cái dẹp mở cái xe lên. Rồi chúng ta mở luôn cái ba càng này ra, tại vì bụi nó ra nhiều quá nên nó sẽ lọt vào trong ba cái trụ của anh em, nên là nó sẽ dễ làm cho cái xe chúng ta không được bung càng nhẹ. Mà dù anh em nói là chạy thì nó không bung hết vậy đâu, thì đúng là nó không bung hết như vậy đâu, nhưng mà nó phải được mượt nhẹ hết kìa, chứ không phải là chạy nó bung ra như vậy đâu. Nhưng mà nó rít, nó nhích nhẹ, nó chỉ nhích nhẹ, nhích nhẹ cái này thôi, nhưng mà nó phải được mượt kìa. Này lần đầu bót nè, nên là nó do ngày xưa cái miếng này nó gài bót quá nên nó hơi bị rít ở ba cái trụ. Rồi các bạn mở ra xong á thì vệ sinh cái phần bu ly này xong thì các bạn nên kiểm tra ở xung quanh đây nè, nó bạch xìm ở bò thì các bạn thay phốt nha. Xì bò thì các bạn thay phốt, còn nó không xì thì thôi, thì cứ sạch sẽ. 30.000 cây hoặc là các bạn 20 hoặc là 30.000, các bạn có thể mở cái này ra, các bạn cho mỗi bò mới vào trong đây. Xe này nó không có bị xì nên mình không có mở ra nha. 39.000 cây thôi. Cái bu ly này có thường thường các bạn thay đi lên thay lên hãng thay, họ sẽ thay cho bạn nguyên bộ luôn. Cái bu ly này á là nó chỉ hư là nó có 3 trường hợp để hư. Đầu tiên là hư bật đèn là một. Cái thứ hai là hư ở cái phốt này nè, cái phốt này và cái phốt này mà nó xì ra mỡ bò nhiều quá là nó không có còn đủ mỡ bò để bao chân trong ba cái chốc bi, thì nó sẽ hư luôn ba cái chốc bi, mà hư ba chốc bi là nó hư luôn cái bu ly. Anh em lưu ý nha. Rồi còn cái hư thứ ba là cái hư do cái tàu ẩu, nghĩa là bắn con tán trên này nè, dặn nghiêng bưng dặn mà không để kỹ, dặn hơi nghiêng á, càng bắn vô miết vô á rồi á nó sẽ bị dẹo găng, là hư găng bu ly này. Là có chỗ thì họ sửa cho bạn, nhưng mà như mất thời gian khá lâu, và có thằng mà thường là họ sẽ thay cho bạn cái bu ly mới luôn. Cái bu ly này nếu mà tính thường mình tính giá trung bình thì khoảng gần 1 triệu cho cái bu ly này, và có thể hơn, mà có đây có loại rẻ hơn nữa tùy theo cái hàng chất lượng như thế nào thôi. Còn hãng thì họ sẽ thay cho bạn nguyên bộ, chứ không bao giờ mà có thay phốt bu ly cho các bạn đâu. Đó thì đó là các bước các bạn kiểm tra. Còn xe nào mà không xì phốt thì các bạn đi 20.000 đến 30.000 thì nên xoay cái này lên, hoặc là dùng vít dẹp á, các bạn bẫy này lên lấy mỡ bò ra thì bạn cho mỡ bò mới vào. Thì đặc biệt là mỡ bò phải là mỡ bò chịu nhiệt nha, không mỡ bò không chịu nhiệt nóng lên nó chảy ra hết rồi cũng như không. Rồi em sẽ sạch sẽ đi.
Rồi đó, các bạn có thể kiểm tra luôn các bạn cho mình cái phốt này. Cái phốt trên trước. Nếu như mà ở đây mà nó bị xì nhớ ra thì các bạn tự thì ra thay cái phốt mới nha. Còn ở đây cũng vậy luôn. Còn bây giờ đó thì mình đã vừa hướng dẫn qua cho các bạn cách tháo ra và kiểm tra. Bây giờ thì mình sẽ vệ sinh sạch sẽ hết tất cả mấy thứ này, xịt bụi thì xe này mới 9.000 cây thôi, chưa cần thay thế cái món gì hết nên mình sẽ vệ sinh sạch sẽ. Và một lát nữa mình lắp lại, mình sẽ gọi là hướng dẫn sơ qua cho các bạn cách lắp an toàn, không có sợ bị tình trạng là chạy nó bung nồi hay là gì hết, thì các bạn có thể chờ xem nha. Đó, rồi thì sau khi mình vệ sinh sạch bụi sạch sẽ hết rồi anh em, thì giờ đó mình sẽ lắp lại. Đó, lắp búa vào lại hết. Đó, mình cho lò xo thì máng thì anh em phải dùng thêm, nói chung là anh em chỉ nhìn thôi chứ mình không có nói vô này. Về cách máng lò xo thì chắc anh em tháo qua được, thì nếu mà máng vô không được thì cũng gán ngồi gồng máng cho bằng được thôi chứ có gì đâu. Đó, các bạn có thể nhìn thấy cái tay của các bạn thợ của mình đó, thì đó máng lò xo đó. Đó. Đó, nó đâu có gì khó đâu không? Rồi. Nhớ anh em, cái mặt này nha là mặt này mặt thẳng nè. Mặt này là mặt cong nè. Đó thì cho mặt cong nằm dưới rồi anh em. Và nhà sức người ta cũng đã đánh dấu cái nước sơn đó rồi nên các bạn có thể nhìn theo cái dấu đó mà làm cũng được. Mình sẽ gõ xuống như này đó. Mình gõ xuống như vậy thì cho nó xuống sâu hơn, mình gài cái phe nó được nhẹ nhàng hơn. Nó không có bị quát cái phe đó. Mình bóp vào mà nghe nó một cái rắc anh em thấy chưa? Nè, mình gõ vậy đặng cho cái gờ nè nó nhô lên cao. Đó. Giờ mình gài vào thì mình bóp nghe cái phần nó không có bị quát cái phe. Nhìn anh em bóp với đặt xuống rồi cái bóp đại vô rồi nó vẫn dính nhưng mà nó không nghe cái cốc thì nó không có ngậm lại được. Và khi mà cái mình nó bị quát cái phe rồi các bạn chạy máy nó sẽ quăng ra, thì nó quăng ra thì nó sẽ có hai trường hợp. Một là nó gớt dính trong cái chuông luôn á, thì cái bố nó cạy vô đó nó tì vô thì banh cái chuông và banh luôn bố đó. Còn giờ đây mình đè xuống con tán thì mình cũng nhìn con tán vẫn cứ đưa cái mặt cong xuống dưới nha, tất cả đều đưa cái mặt có giống sơn lên trên nha anh em. Dạ lưu ý nha, dặn là phải dặn bằng tay nhẹ nhàng, dặn xuống hết con ốc rồi mới được bắn nha, chứ không phải là gái vô một hai găng rồi nặng quá chịu hết nổi rồi bắt đầu là mới bắn ẩu bắn bừa là xong nha. Rồi có một số anh em thể nhà đục luôn, tại vì anh em không có súng mà không nói anh em đục thì đục, nhưng mà đục cái vô nó có hại nhiều cái lắm nha. Còn bi nè, ra đây mình sắp thì các bạn có thể là mỗi người mỗi ý không biết sao, nhưng mà đó giờ tất cả mình cái xe mình lắp anh em đi đó, thì mình sẽ cho cái mặt nhựa nè, anh em để ý cho mình nè, cái viên bi nè nó sẽ có một mặt bên sắt nè, mặt bên nhựa nè. Giờ mình sẽ cho cái mặt nhựa này nè, cái chén đặt là đây đặt gì không, mình sẽ cho cái mặt nhựa này nè, nó nằm ngược chiều kim đồng hồ, mình sẽ lắp tất cả như vậy thôi đấy nè, chiều ngược chiều kim đồng hồ hết rồi lắp đây, lắp ngược chiều kim đồng hồ, lắp tất cả các viên bi đều đưa mặt nhựa vào một bên hết. Nó còn anh em là muốn đây là cách mình đã được học và cách mình được chỉ. Còn có nhiều người cũng có người thì lắp ngược trở lại cũng có, hoặc có người lắp hai cái song song cũng có, nhưng mà mỗi người thì mỗi ý. Ở đây mình cái chuẩn của mình là mình sẽ làm như vậy đó. Rồi đây là đây là cái phần mà anh em lưu ý nè, đối với cái xe nào mà có cái phốt mỡ bò này, có cái phốt có cái mà phốt này nha. Còn xe nào không có thì anh em hàng lưu ý, cái nào mà có cái phốt này thì anh em phải cho mỡ bò vào trong đây một chút xíu, cho nhiều cũng xíu cũng được thì nó sẽ không có chạy ra được. Rồi họ xe nào mà không có cái phốt này anh em cũng có thể cho mỡ bò, nhưng mà chỉ dùng ngón tay líp nhẹ và dán một lớp rất mỏng thôi, đừng cho nhiều vào, đừng cho nhiều vào nghe, nó sẽ bay ra và nó làm trơn mặt poly. Rồi đó, bây giờ nè anh em, mà mình xem nhiều bạn mình thấy là lắp cái nào sao trước, bắt đầu là mới bóp rồi giữ lại rồi bắn cái nào trước. Nhưng ở đây các bạn như thế này, khi các bạn làm như vậy á, không dây cua roi này nè, nó bị gãy ra sao á, các bạn buông á nó gãy như nè, cái mà cái miếng nhôm ở ngoài các bạn bắn á, nó sẽ tì vào trong cái dây ro, nó không vào sát được. Và khi các bạn nổ máy á thì cái dây ro này nó phải chạy ra, để nó chạy ra thì cái miếng nhôm này nó sẽ bị lỏng, ốc sẽ bị lỏng, nó sẽ bị tuôn, nó sẽ bao, nó bay miếng nhôm ra ngoài nha, rất là nguy hiểm. Nên anh em có thể gắn là chút như thế này và mình đặt dây ro sẵn gì nè, nhà dây cua roi thì đặt tầm ơn á, đặt thì ở đây nó có một cái mũi tên, hoặc là đặt làm sao cho cái chữ này nè các bạn nhìn được nha, đọc xuôi chiều chữ á, nó rồi các bạn để như thế này, mình sạch sẽ rồi các bạn hãy đưa cái máy nhôm vào sạch nha. Rồi các bạn đưa cái máy nhôm vào như nè, đây rồi đưa máy em, đưa máy vô
ra con ốc này nè, con ốc mà dặn á thì nó cũng có hai mặt luôn nha anh em, nhớ nè, cái mặt mà được bắn nhiều quá là nó này nó sẽ được tròn như thế này, còn cái mặt nào mà người ta đánh giống nước sơn nè là mặt này chưa được bắn á, thì các bạn cho ra ngoài luôn để nhìn nó sẽ nó đẹp. Và chúng ta dặn bằng tay nha, dặn vào. Rồi bây giờ á, trước khi các bạn bắn xiết nó lại á thì các bạn dùng tay nè, một tay bắn và một tay mà các bạn vịn cái miếng cái chén bi lại, đừng để nó chạy ra, thì khi mình bắn á, lực giật á, nó sẽ chạy viên bi ra nha. Rồi bắn em. Rồi. Rồi sau khi bắn xong á thì anh em kiểm tra nè, con dưa roi chúng ta này không nè. Thấy không? Nó phải dùng cái này nha, nó không có được bị ép. Tại vì nếu mà các bạn kéo hết ra sau nè, con bắn vô á nó sẽ ép. Và cái đầu ốc này nè, nó không được, nó không có lòi ra như thế này đâu. Rồi, cái gì còn lại á các bạn có thể vào cái lò xo thôi. Cái cách này á, thì giúp cho những bạn nào có thể là đổ lò xo hay gì đó, các bạn có thể vô nó cũng có thế hơn, tại vì nó được chịu ở đầu trước rồi. Các bạn chỉ việc xoắn và gị thì các bạn sẽ vô được cái buli thôi, rất là dễ dàng luôn. Rồi đó, mình sẽ gắn lại rồi tất cả mọi thứ thôi. Con tán gì anh em, con tán là mình bắn bao giờ anh em nên nhớ, là tại vì một số xe mình mang đến đây nè, mình thấy con tán giờ nó không còn chiều nào là chiều nào hết, thì anh em mở rồi anh em gắn lại rồi nó hai chen như nhau luôn, nó đều bị chạy hết rồi, nên là thôi cũng lúc đó thì muốn lắp chiều nào thì lắp thôi đó. Còn bây giờ thì đó là cách mà mình vừa hướng dẫn cho các bạn mà tháo vô nồi và cách kiểm tra và cách lắp lại, mà có thể là tự học tự tháo cũng được luôn, rất là dễ. Chứ các bạn vô cái này trước xong thọt tay bóp cái này rồi giữ dưa ro rồi bắn, rồi khi cái dưa ro này nè các bạn giữ mà trong quá trình bắn các bạn bóp được á, bóp không căng không được dùng á, nó sẽ chạy ra đằng sau thì nó sẽ căng lên rất là nguy hiểm nha. Đó là cái lưu ý của mình thôi, còn anh em này nào có kinh nghiệm thì có thể làm. Ở thầy thì mình không có chỉ ở đây nha, nhưng mà các bạn nói là tao làm đó giờ ở sao dưa hoài có sao đâu, thì đó là cách anh em có rất là nhiều kinh nghiệm. Còn cái những video mình chia sẻ là dành cho những bạn mới đi xe, những bạn em yêu khoa học và những bạn mới vào nghề, có cách để tham khảo thôi. Rồi giờ nổ máy đi em. Cái tiếng mà nó kẹt như này nè là cái tiếng bình thường chạy, như giống như trước khi tới đây mình không nghe tiếng này đâu, nhưng mà không thì có nghe là Jaguar nó có thể khô, có thể kêu, nhưng mà không kêu qua cái tiếng này. Còn các bạn muốn im á, các bạn có thể, nếu mà xe các bạn đi lâu rồi, đi 20,000 á rồi, các bạn có thể tháo Jaguar ra, các bạn em đi giặt nước á, hoặc giặt với xà phòng các bạn chà sạch sẽ, các bạn lắp lại, thì đó cũng là cách để làm giảm tiếng ồn. Nhưng Jaguar, có những Jaguar này xe này còn mới nên mình không có giặt, không có chà gì hết, tại Jaguar nó còn có độ dẻo. Tại vì khi đi lâu á, Jaguar mình sẽ nó bị nóng nè, bị khô, bị gọi nó bị chai Jaguar thì nó sẽ kêu lớn hơn. Rồi lắp vào đi em. Rồi thì mình cũng vừa chia sẻ cho anh em cách mà tháo lắp như bảo dưỡng cái nồi xe tay ga. Còn lọc gió cho anh em, cũng tự biết tự cầm vít tự mở được mà, mình có hướng dẫn cho một số video chiêu trước rồi. Thì mình chỉ kết thúc video clip của mình ngày hôm nay tại đây đó. Rồi thì mong các bạn thấy hay thì like, subscribe kênh ủng hộ mình. Thì tiếp tới mình sẽ làm về dòng xe mà Novo và dòng Vespa sau nha. Rồi chào tạm biệt anh em.